Hello anh em, nay thì sẽ là cái cách mà kháng 902 xác minh danh tính mà không cần phải xác minh danh tính để gọi có thể vượt được qua luôn cái việc mà dạng kiểu này này đấy, và xác minh từ chối này. Thì chúng ta sẽ cần một cái link, đó là link trung gian thứ ba để các bạn có thể lấy được cái app. App thì cái này là tool thôi, tool của bên thứ ba, thì cái này là chỉ anh em trong nhóm Zalo chia sẻ với nhau thôi. Rồi đây sẽ là clip cho bạn luôn. Các bạn có thể là các bạn có thể, nếu các bạn không muốn mà trung gian có sai thứ ba này mà bị mất thông tin dữ liệu của Via ấy, thì các bạn có thể lấy con này, các bạn có thể vào cái trang này bạn làm, các bạn get token nó ra. Còn không thì các bạn có thể làm trực tiếp từ cái con app TV này. Đó, các bạn sẽ xác nhận đầy đủ, bạn vào cái link này nhé. Đấy. Thì link này hoàn toàn free hết, các bạn hoàn toàn free hết. Mình thử xem con chân U đây nó có sẽ có token không. Không có bạn đâu nha, sử dụng xong bạn ấn get token này. Đấy, token nó sẽ ra này. Và hôm nay các bạn sẽ dùng lại cái link. Cái link này. Cái link cũ ấy, cái link ở clip cũ ấy. Thì các bạn có thể dùng 3, các bạn không tự tin dòng 1 thì các bạn chọn dòng 3 cũng được. Dòng 3, dòng 2 cũng được, cái clip cũ mình đã có rồi. Rồi chỉ khác cái là các bạn lấy token nó không nằm ở cái vấn đề là ở control nữa, và các bạn dùng qua cái tool này, qua cái app TV đó, search true thì nó sẽ các bạn đã thành sẽ thấy là kháng 902 luôn. Và cái này thường thường thì nó sẽ hơi bất tiện cho các bạn một chút, là các bạn sẽ không xác minh tính được để kháng 273 tiếp theo. Sau khi mà các bạn lấy xong, các bạn nhớ vào setting này, vào security login này, đó các bạn knock out cái TV này ra để cho nó chết cái token kia đi. Đó, như vậy là xong. Ok, xin chào. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi Nhân Việt Media Vocation. Chúc các bạn thành công với cách tiếp kháng này. Anh em thành viên luôn luôn ủng hộ Nhân Việt Media Vocation. Xin chào và hẹn gặp lại.